để đáp lời mời gọi của bác sĩ Hoàng Mai Vy, hiện đang làm việc tại Bệnh viện St. Joseph ở Seattle, Washington, về việc khan hiếm khẩu trang. Chúng tôi và một số các anh chị em thiện nguyện tha thiết kêu gọi mọi người cùng góp một bàn tay để giúp các bác sĩ, y tá và các nhân viên y tế khẩu trang trong lúc họ chăm sóc cho bệnh nhân, cho người thân của bạn và có thể cho tất cả chúng ta trong tương lai. Những điều bạn có thể làm được trong lúc này là: bạn hãy tặng lại những khẩu trang mà bạn đã mua mà không dùng đến cho các bệnh viện và cơ quan y tế. Kêu gọi bạn bè và gia đình giúp may khẩu trang. Mua vải tặng cho những ai biết may khẩu trang. Quyên góp khẩu trang từ cộng đồng, bạn bè và tặng lại cho các bệnh viện, các cơ quan y tế trong khu vực mình cư ngụ. Giúp người khác là giúp chính mình chống COVID-19.